Xin thân ái kính chào tất cả quý cô chú bác anh chị em trên mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang. Hôm nay mình trở lại với chỗ chợ Mỹ Tú, điểm bán mai của anh Minh ở Mỹ Tú Sóc Trăng, cô chú anh chị gần với chợ Mỹ Tú. Giao lưu cùng quý cô chú anh chị các bạn một số mai thành phẩm chơi Tết nha cô chú anh chị và các bạn. Mai tàn có, phôi mai có ha cô chú anh chị, tàn tròn, tàn tự nhiên luôn cô chú anh chị, mai riêng nguyên thủy luôn ha. Đây là một cây mai năm cánh nguyên thủy zin luôn nè cô chú anh chị. Cây này một cốt tàn cũng khá ok ha cô chú. Rồi bây giờ mình vô clip hôm nay trước nha cô chú anh chị ơi. Có thể là phôi mai trước ha cô chú. Gặp anh Minh và anh Minh sẽ giới thiệu giúp kênh nha cô chú anh chị các bạn. Kính chúc cô chú anh chị các bạn xem clip thật là vui ha cô chú anh chị. Và chọn được cây nào ưng ý thì cô chú anh chị các bạn liên hệ trực tiếp với anh Minh giúp kênh nha quý cô chú. Rồi, hôm nay mình sẽ giao lưu cái dàn phôi mai này nè cô chú anh chị ha. Dưới mai tàn luôn. Chào anh, chào cô bác anh đang xem kênh. Hôm nay em có về một số phôi mai với 4 cây mai tàn muốn được giao lưu cùng cô chú và anh chị ạ. Rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị gần xa rất là nhiều ạ. Số điện thoại của em là 0965 404 202, đó cũng là số Zalo của em. Địa chỉ của em ở Mỹ Tú Sóc Trăng ha cô chú anh chị. Vô cây đầu tiên là cây mã số 1 ha cô chú anh chị. Cây 1 cốt và chi cành đều luôn ha cô chú anh chị. Ôi lùng lực luôn ạ. Rồi, một phôi một cốt nha cô chú anh chị, chi cành đều luôn ha. Đế thì cũng đế thì bỏ đều bốn mặt luôn ha cô chú anh chị. Rồi, trên đôi quanh thân ạ. Quanh thân vị trí này 37 ha cô chú anh chị. 37 nha quý cô chú. Cái đường kính bầu là 57 ạ. Tổng thể chiều cao là 77 ạ. Cái độc giót là 22 ha cô chú anh chị. Đất ngọn là 22. Rồi. Chi cành đẹp nha cô chú, dễ lợp tàn thông nha cô chú anh chị. Rồi, cây số 1 em xin giao lưu với cô chú anh chị là 3 triệu em bao ship toàn quốc luôn ạ. 3 triệu nha quý cô chú anh chị. Rồi, đổi thôi. Rồi, em xin đổi cây ạ. Rồi được. Rồi. Cây cũng là một cốt chi cành đều luôn ha cô chú anh chị. Một cốt chi cành đều luôn nha cô chú anh chị nha. Chực hơi lắc nhẹ. Cây hoành lớn nha cô chú, phong cao nha cô chú. Chi cành tứ diện luôn nè. Chực lắc luôn ha. Để thì bỏ đều hết bốn mặt luôn ha cô chú anh chị. Để các lực luôn ạ. Để khá lực ạ. Phôi đâm tược sống khỏe luôn nha cô chú anh chị. Đây, phôi đâm tược rất mạnh ha. Em quên, nãy em quên báo cây số 1 là bông chùm đó nghe cô chú anh chị. Rồi, cây phôi số 1 là bông chùm cô chú chưa zin được luôn nha cô chú anh chị ha. Còn không ấy thì mình ghép vô cũng vẫn đẹp ha. Cây số 2 này cũng bông chùm luôn ha cô chú anh chị. Rồi, cho em số luôn nha. Đáng chực lắc nha cô chú ơi. Số 1 với số 2 này là bông chùm hết ạ. Ôi, lỏng thước ạ. Hoành thân vị trí này là 42 ha cô chú anh chị. Hoành 42 nha quý cô chú. Cái đường kính bầu là 65 ạ. Tổng thể chiều cao là 126 ha cô chú anh chị. Cái đọt giót là 17 ạ. Rồi cây mã số 2 em xin giao lưu với cô chú anh chị là 4.500.000 ạ. 4 triệu rưỡi luôn cô chú anh chị ơi, phôi mã số 2 luôn. Em bao ship cho cô chú anh chị mình luôn ha. Cao chi cành đều, đế cũng đều luôn ha. Rồi em xin đổi cây ạ. Cái gì có nước nó trơn trơn nha. Rồi mã số 3 quý cô chú anh chị ơi. Mã số 3 ha cô chú anh chị.
chi cành cũng đều một cốt gió ngọn ha cô chú anh chị. Số 3 nha cô chú. Chi cành đều luôn ạ. Cộng đế rất là cả. Cây nó quyện ba thân nó quyện nhau cũng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Ba cây nó dính liền với nhau luôn ạ. Rồi chi cành rất là đều luôn nha cô chú ha. Để rất lực luôn, rễ rất là lực nha cô chú anh chị. Rễ rất lực luôn ha. Bên đây vẫn có ha cô chú anh chị, tại nó bị sâu một chút ha. Dạ. Rồi để nở luôn nha cô chú ha. Rồi em xin đo của anh Thăng luôn ạ. Quanh thân vị trí là 44 ha cô chú anh chị. Dạ, quanh 44 nha quý cô chú. Cái đường kính bầu là 68 ạ. Dạ, để đại nữa. Tổng thể chiều cao khoảng 1m7 đi ha cô chú anh chị. Cái đọt giót là 11 ạ. Rồi cây mã số 3 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 4 triệu em bao ship luôn ạ. Rồi 4 triệu kho mã số 3 nha cô chú ơi. Rồi. Xuống mọi miền Tổ quốc luôn nha cô chú anh chị. Hả anh? Rồi. Bao ship toàn quốc ạ. Rồi em xin đổi cây ạ. Đúng khổ kéo này. Nè. Rồi, con mã số 4 đâm tường rất là mạnh nha cô chú ơi. Cây nè. Một cốt chi cành đều luôn ha cô chú anh chị. Dáng thì hơi siêu siêu ạ. Cây này đặc biệt là bông 12 cánh nha cô chú anh chị. Đế lực, đế nở nha quý cô chú anh chị nha. Cũng nở nè, đế như con thú nha cô chú anh chị. Giò trước, giò sau gì có đuôi đâu đầy đủ ạ. Cây này nó bị, khi mà em nhận chuyển về nó bị dập cái da chỗ này một chút mà không thành vấn đề nha cô chú anh chị, em có xử lý rồi ạ. Đế rất lực nha cô chú anh chị. Đế thì bỏ đều bốn mặt cũng nở ạ. Chi cành thì đều một cốt luôn nha cô chú anh chị. Cây rất là mạnh cây nha quý cô chú. Chi cành đều hết nha cô chú anh chị. Mặt cắt kéo nhựa rất là mạnh nè cô chú ha, đọt thì rất là mập, rất là tốt luôn ha. Yeah, quá tuyệt. Chi cành là chỗ nào cũng đâm tược đều mà đâm rất là nhiều luôn nha cô chú ơi. Cái dàn tược rất là mạnh luôn. Rồi chơi con số luôn nha. Rồi xin đón của anh Thắng. Hoành thân vị trí này là 49 ha cô dạ, chú anh chị. Hoành 49 nha quý cô chú. Em nói cũ nở rồi cũng tham khảo ha. Cũ nở là 75 ha cô chú anh chị. Rồi, cũ đế nở là 75. Cái đường kính bầu là 65 ạ. Dạ. Tổng thể chiều cao cây này khoảng 1m8 đi ha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 4 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 9 triệu 500 ngàn ạ. Rồi 9 triệu rưỡi nha quý cô chú ơi, cây mã số 4 luôn. Cây này em chỉ bao ship cho cô chú anh chị 200 km thôi ha cô chú anh chị. Tại vì này nó có mấy cái chi cành này nó là em bao ship 200 là em đi xe tải ha. Dạ. Cây này em không có gửi ship được. Cái này là vận chuyển tới nhà cho cô chú anh chị luôn ha. Dạ. Xe tải nha quý cô chú anh chị. Cây này mình không gửi ship được, sợ gãy chi cành nè. Rồi em xin đổi cây ạ. Luôn khỏi kéo rồi tiếp theo là cái mã số 5 ha cô chú anh chị. Mã số 5 này một cây có xù luôn nha cô chú anh chị, củ nở luôn ạ. Chi cành này trên thì cũng đóng đều luôn nha cô chú anh chị, một cốt chót ngọn ạ. Cây này có xù khá nhiều nè cô chú anh chị. Cái đế này thì lên gia cốc hết rồi, đế này lên gia cốc củ xù luôn ha, lên gia cốc. Đế thì cũng bỏ đều hết ha cô chú anh chị. Rồi cho hoành thân vị trí này 27 ha cô chú anh chị. Hoành 27 nha quý cô chú. Rồi em đo cái củ nở ạ. Cái củ nở là 45 ha cô chú anh chị. Rồi củ nở 45 một bò một cái. Cái đường kính bao là 54 ạ. Tổng thể chiều cao là 113 ha cô chú anh chị. Cái đọt giót là còn 8 ạ. Rồi cây mã số 5 này em giao lưu với cô chú anh chị là 2 triệu em bao ship cho cô chú anh chị mình luôn ha. Dạ 2 triệu cây mã số 5 nha cô chú anh chị, bao ship luôn ha quý cô chú. Rồi em xin đổi cây ạ.
6. Rồi tiếp theo là cây mảnh số 6 cũng là một cây xù luôn ha cô chú anh chị. Rồi giá siêu luôn nha cô chú ơi, không cao đế nở luôn nha cô chú anh chị, đế đều luôn. Đế thì sổ nôm đều bốn mặt hết luôn nha cô chú anh chị. Cây này xù cũng khá nhiều luôn nha cô chú anh chị. Bạch bạch hết rồi, chảy đều hết nha. Ở dưới này nó cũng xù hết luôn rồi nghe cô chú anh chị. Đế thì bỏ đều hết bóng mặt luôn ha, củ nở luôn ha. Rồi em xin đo cái hoành thân luôn ạ. Hoành thân vị trí này 33 ha cô chú anh chị. Hoành 33 nha cô chú. Cái đường kính bầu là 64 ạ. Tổng thể chiều cao là 130 ạ. Rồi, chiều cao là 130. Cái lọt giót là còn chín ha cô chú anh chị. Rồi cái mã số 6 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 3 triệu ạ, à. Em bao ship luôn ạ. À. 3 triệu phôi mã số 6 luôn chú cô chú ơi. Rồi, em xin đổi cây ạ. À. Rồi, cái mã số 6 này 3 triệu ha cô chú anh chị. Đây đây. Đây cái này này. Rồi cái này. Cái này tới cái này. Ở cái này số 7 nè, quên nữa, lo cái này vô. Quay. Quay cũng được, cái này quay cũng được. Quay cũng được. Quay phụ em cho. Một cốt ha cô chú anh chị. Này nó cũng có số chi cành sẵn rồi ha. Cây này đặc biệt là cái bộ đế ha cô chú anh chị. Đế gắt lực ạ. À. Đế là em bao 24 giờ luôn cho cô chú anh chị mình luôn ha. Đế khá lực ạ. À. Đế rất là khủng nha quý cô chú ơi. Đế rất lực luôn ha, đế đều luôn. Đế là 24 giờ luôn ha. Đế rất lực luôn nha cô chú anh chị. Cái này là bông chùm luôn ha cô chú anh chị. Cực lắc luôn nha cô chú. Chỉ cần có đủ hết trơn luôn nha cô chú anh chị. À, được đặc biệt là cây này cũng bông chùm luôn ha cô chú anh chị. Rồi em đo cái hoành thân ha. Hoành thân vị trí này là 45 ha cô chú anh chị. Rồi hoành vị trí này là 45. Rồi em đo sát xuống đây đầu cổ rễ là 55 ha cô chú rồi, anh chị. 55. Cái đường kính của cái bầu là 80 ha cô chú anh chị. Tổng thể chiều cao là 140 ha cô chú anh chị. Cái đọt giót là 22 ạ. Cây số 7 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 9.500.000, em bao ship cho cô chú anh chị mình luôn ha. Rồi, để chị luôn nha. Rồi, cái này quên mới hỏi giá nãy em quên. 9.500.000. 9.500.000 nha cô chú anh chị, cái này mình ship sao anh? Cây này em bao ship luôn cho cô chú anh chị mình 200 km luôn ha. Rồi, bao ship 200 km luôn nha quý cô chú ơi. Rồi, cây mã số 8 ạ. Nghe nè. Cây cái dáng siêu siêu ha cô chú anh chị. Cây này đặc biệt nó cũng có xù luôn ha cô chú anh chị. Rồi dáng siêu xù luôn cô chú ạ, à. Trên này xù ha cô chú anh chị. Trên đó xù hai bên hết luôn ạ. Chảy luôn nha cô chú. Đó. Chỉ cần ba tờ chỗ này luôn. Đó, xù hết luôn ha cô chú anh chị. Đặc biệt là cái bộ đế luôn ha cô chú anh chị. Đó, đế bỏ đều bốn mặt, đế rất lực luôn ạ. Đế khá đều ha cô chú anh chị. Một cốt ạ, dán siêu siêu ha, kể có xù luôn. Rồi em xin đổi cái hoành thân luôn. Hoành thân vị trí là 41 ha cô chú anh chị. Dạ, hoành 41 nha quý cô chú. Cái đường kính bầu là 70 ha. Đường kính bầu 70. Cây này tổng thể chiều cao 1m7 đi ha. Chiều cao là 1m7 nha quý cô chú. Rồi cây xù ha cô chú anh chị nha. Cây này có xù khá nhiều nha. Xù mà giót đọt rất là lớn nha cô chú anh chị. Cây này nó năng cây. Đế thì đều bốn mặt ạ. À.
Rồi cây mã số 8 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 6 triệu 500 ngàn ạ. Rồi 6 triệu rưỡi thôi mã số 8 luôn quý cô chú anh chị ơi. Rồi em xin đổi cây ạ. Rồi. Rồi cây cái đó, lâu vô. Này cây này. Cây này coi mã số 9 nha quý cô chú, một phôi. Đẩy vô phụ anh chị. Đẩy vô phụ. Rồi, xây phụ em. Đứng ngồi mòi quá mép bên nè, đang xây. Đó. Phòng cao ha cô chú anh chị. Quá trời. Vậy hả? Rồi một phong phong rất là cao ha, cái này mình chơi ba tàng riêng nguyên thủy luôn ha cô chú anh chị. Cầm đầy đủ ha, cái này mình lọt cái tàng đùn trên tay nha cô chú ha. Rồi được. Đế gắt lực luôn ha cô chú anh chị. Rồi. Đế khủng luôn nha cô chú, đế rất là lực ha, cộng rất là lực luôn. Đế thì bỏ đều hết bốn mặt luôn ạ. Quá bình thân vị trí là 48 ha cô chú anh chị. 48 luôn cô chú anh chị nha. Cái đường kính bầu là 73. Dạ. Tổng thể chiều cao cây này khoảng 2m2 ha cô chú anh chị. Rồi, tổng chiều cao là 2m2. Giá đâu rồi. Rồi cây mã số 9 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 6 triệu 500 ngàn ạ. À. Em bao ship 200 km ha. 6 triệu rưỡi luôn nha cô chú, 6 triệu rưỡi không ạ. À. Dạ, 6 triệu rưỡi. Thấy vô nè anh em. Thấy chưa? Rồi, tiếp theo là cây mã tàn nha cô chú anh chị. Cây mã số 10 ạ. À. À, một cây tàn tròn rất là đẹp luôn ha cô chú anh chị. Rồi, tàn tròn ha cô chú anh chị ha, cái này mình chơi tàn tròn hoặc sửa tàn thâm gì cũng được nha cô chú anh chị. Mà chi nhạo thì thành phẩm rồi ha cô chú, cái này là cây mai tàn thành phẩm nha cô chú, về mình chơi Tết luôn ha quý cô chú anh chị. Một cốt ạ. Cây xù luôn ha cô chú. Củ đế rất đẹp quá luôn. Cây này nó bị đũa, bị sành, bị đũa. Cây này nó bị bọng ở chỗ này nhưng mà nó đã sành hết rồi, nhưng mà không sao nghe cô chú anh chị. Em bao hiện tại là nó không mục nha. Nó bị lên đi bọng chỗ này chút nhưng mà nó đã sành nè, không sao à. Em bao là nó không mục ha. Rồi em xin đôi cái bình thân luôn. Đấy, dạ lộn chút rồi. Bình thân vị trí là 43 nha cô chú anh chị. Cái tảng ngang là 1m4 ha cô chú anh chị. Chiều cao là 1m5 ha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 10 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 3 triệu em bao ship 200 km ha. À, mình cho cô chú anh chị các bạn xem nút nụ nha cô chú, rất là nhiều luôn nha cô chú ơi. Cây này tết về mình chơi bông luôn ha cô chú anh chị. Bông luôn á cô chú anh chị ha, đây. Bông này mấy cánh à? Cây này hình chưa từng thấy một bông. Chưa thấy một bông không biết thấy nụ nhiều không. Nhưng mà thấy lá nó cũng có gai gai này, chắc bông chắc không tệ rồi. Đây cô chú anh chị ơi. Cây nụ đều thân hết ha cô chú chị, hàng này là về mình dưỡng mình chơi Tết được luôn ha cô chú chị. Tưới nước vừa phải ha, thì cái cây nó sẽ không có nở hoa sớm. À, từ trên đọt xuống tới gốc đều có nút nụ hết cây nha cô chú, mà nụ thấy nụ tròn nè. Nụ tròn chắc bông tròn quá anh. Dạ cây này bông thì không tệ. Rồi giá giao lưu là 3 triệu em bao ship 200 km ạ. 3 triệu nha quý cô chú anh chị, cây viên luôn không anh? Cây này cây viên, này cây không ghép ạ. Mình tháng gì nhưng mà cái ghim nha cô chú ơi. Cái ghim nha. Ghim nguyên thủy luôn mà cái xù hết cô chú anh chị. Rồi, đế thì xù hết rồi nhưng mà nó bị bọng chỗ này chút, nhưng mà em bao là nó không mục ạ. Dạ. Nó quá đá hết rồi. Dạ rồi. Đế thì số nôm đẹp luôn ha cô chú anh chị. Dạ. Rồi, 3 triệu em bao ship 200 km. Dạ, tiếp tục. Rồi. Và một cây mã số 11. Tiếp theo là cây mã số 11 là cổng một cây mai tàn ha cô chú anh chị. Cây này đặc biệt là bông chùm ha, bông 5, 7, 9 cánh tùm lum cho nên cô chú anh chị. Một cốt nha cô chú anh chị. Tàn tròn đều ạ. À. Cây này cũ nở luôn ha cô chú anh chị, đế rất lực ạ. À. Dàn xương rất dày luôn ha cô chú anh chị.
cây này chú nhà con tàn hết lần rồi. Cây thủy cũng lâu đời lắm rồi nha cô chú, cây này chắc hàng 30 năm rồi đó anh hả? Không dành, không có hỏi chú nhà là bao nhiêu năm nữa. Bây giờ mình xin đo cái thông số đi ha. Cái quần nó rất là lớn nha cô chú anh chị, hàng này cũng cỡ không dưới vài chục năm. Cái hoành thân chỗ này là 46 ha cô chú anh chị. Hoành 46 luôn quý cô chú. Anh bo cái củ nở cho cô chú anh chị mình tham khảo luôn ha. Cái củ nở là 58 ha cô chú anh chị. Củ nở là 58. Cái đường kính bầu là 73 nghe cô chú anh chị. Cái thoát thân là chỉ có 14 thôi ha. 14 thôi. Cây rất là cây cô chú. Cái tay cành là 20 ha cô chú anh chị. Gió gọn một cốt cho cô chú. Cây một cốt gió gọn ha. Một cốt ha. Đây cái tán ngang tầm khoảng 2,5 m ha cô chú anh chị. Chiều cao cũng tầm khoảng cỡ 32,7 m ha cô chú anh chị. Rồi cái mê tàng mã số 11 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 14 triệu, em bao ship cho cô chú anh chị mình là 200 km. Cô chú anh chị nào ở xa hơn thì mình thương lượng tiền ship ha. 14 triệu nha quý cô chú anh chị ơi. Đặc biệt là bông chùm luôn ha cô chú anh chị. Rồi anh dừng em nha. Một cốt giót ngọn rồi, chi cành đều. Cây rất là tốt, rất là tươi nha cô chú. Nụ nè, có nụ bông luôn rồi nè. Cây này tết vậy mình xài bông được luôn nha cô chú anh chị. Cây nách cắt dày luôn nha quý cô chú ơi. Rồi tiếp tục là cây mã số 13 ha, 13 cô chú anh chị là cũng một cái me tàn luôn ha. Rồi, cái me tàn dán trực thân quặng sắn luôn nha cô chú anh chị ơi. Cái thân quặng sắn rất là đẹp ha. Đế thì đều bốn mặt luôn ha cô chú anh chị. Cây này cái tàn rất đẹp ha cô chú anh chị, tàn chắc khá là tròn ạ. À. Đặc biệt là cây này cũng là bông chùm luôn ha cô chú anh chị. Hôm nay em vừa lô này bông chùm nguyên lô nhiều lắm ha cô chú anh chị. Bông là 5-7-9 cánh lùm lùm trên đó. Tàn rất là lớn cô chú ơi. Cái tàn này chiều cao em có đo hạo hạo là khoảng 3,5 m ha cô chú anh chị. Cái tán ngang là tầm khoảng 3 m ha cô chú anh chị. Nói chung là em có đo chiều hao rồi ở trên rồi đó. Trên 3,5 m luôn á, tán ngang là trên 3 m luôn đó. Em có đo chiều hao rồi. Cây này đặc biệt là nó đang lên xuồng luôn nha cô chú anh chị. Bể xù hết rồi. Bể xù khá là nhiều nha cô chú anh chị. Một cốt tàn đạo nha cô chú anh chị. Cây này em mới về hôm qua xuống lá chưa rồi nữa nè. Cây này chừng nào khách anh em nào chốt qua em xuống lá hết luôn á nghe cô chú anh chị. Một cốt rất là đẹp cô chú. Củ nở luôn à. Đế thì bỏ đều bốn mặt luôn à. Rồi em thông số luôn nha. Cao hồi nãy mình củ rất là nở ha cô chú, vàng thật một. Cây này em đo 2-3 vị trí cho cô chú anh chị mình tham khảo ha. Ra lộn thước nữa rồi. Em đo cho chuẩn cho cô chú anh chị mình ha. Hoành thân vị trí này là 49 đây ha cô chú anh chị. 49 nha cô chú. Rồi em đo sát cái củ nở cho cô chú anh chị mình tham khảo là 59 ha. Dạ 59. Cái đường kính cái bầu là 75 đây ha cô chú anh chị. Cái thoát thân là 40 ạ. Tay cành số 1 là 18 ha cô chú anh chị. Đặc biệt là nó bể xù hết rồi nghe cô chú anh chị. Rồi, một cốt luôn nha cô chú, là tàn kính xương dày nụ bông dữ dằn luôn nha. Cây này tách là mình có thể chơi bông được luôn nha cô chú anh chị. Đây. Nụ này nha cô chú, rất là nhiều nụ luôn. Này tàn riêng nguyên thủy 100% ha cô chú. Tàn riêng nha cô chú anh chị. Rồi, xương thì rất là dẻo luôn nha cô chú. Tàn này mình kéo xuống là ra khoảng 4 m. Báo khoảng 3 m, trên 3 m thôi. Chiều cao là khoảng 3,5 m, 3,7 m đó. Tán ngang cũng vậy đó. Cây này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 19 triệu em bao ship 200 km. Nếu cô chú anh chị nào ở xa hơn thì mình thương lượng tiền ship ha. Cây này củ nở rất đẹp ha cô chú anh chị. Rồi quả này. Rồi tiếp theo là cây mã số 14 ha cô chú anh chị. Cây này là của ông anh, ông gửi bán giùm ha cô chú anh chị. Cây này không có xây nổi rồi. Vậy đi. Rồi, cây này bông chỉ có 5 cánh thôi nha cô chú anh chị. Mai thường mình thôi à. Cây này đo hạo hạo chiều cao chắc tầm khoảng tính 3,5 m đi.
Cá ngang tính 2 mét rưỡi gì đi. Rồi. Vườn ngày xưa nha cô chú anh chị ơi. Mai này cũng chùm 5 cánh. 5 cánh nha cô chú anh chị. Cái này ăn tết, ăn tết sớm. Ăn tết sớm rồi. Cây này do ông anh đâu không biết, ông bứng gì rồi, ông tưới nước nhiều quá nên giờ nó chỗ ra bông hết rồi. Rồi, em xin đo cái hoành thân á. Cây này em cũng đo hai vị trí cho cô chú chị mình tham khảo ha. Tại cũ nó cũng hơi nở á. Hoành thân vị trí là 42 ha. Dạ, hoành 42. Rồi, em đo sát cái cũ luôn. Sát cái hoành cũ này đi. À, cái cũ ở chỗ này là 80 ha cô chú anh chị. Rồi, cũ 80 nha cô chú. Cái nuôi vú bò luôn nè cô chú anh chị ơi. Nên vú bò hết nè. Dạ. Cái thoát thân là 43 đi ha cô chú anh chị. Cái đường kính bầu là tính 75 ha cô chú anh chị. Đặc biệt là cái cây này bông 5 cánh nhưng mà lên nuôi vú bò nha cô chú anh chị nha. Đây. Nuôi vú bò hết rồi nè. Cái con yên chút gì vậy? Chưa chịu mát hả? Rồi. Khi nó lên nuôi vú bò nha cô chú ơi. Mua giấy cho luôn cây 13. Cây số 14 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 7 triệu, em bao ship cho cô chú anh chị mình là 200 km ha. Dạ, 7 triệu nha quý cô chú anh chị ơi. À, giá 7 triệu là do của ông anh ông kêu bán giùm giống nha. Dạ. Rồi. Chào hết giùm em luôn nha. Rồi thì cuối clip thì em xin chân thành cảm ơn cô chú đã ủng hộ em clip vừa rồi. Thì clip này cũng rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị gần xa rất là nhiều ạ. Cảm ơn anh Minh luôn. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã xem clip hôm nay luôn. Rồi cô chú anh chị các bạn thích cây nào liên hệ trực tiếp với anh Minh giúp kênh giùm nha cô chú ơi.